thành phố Vũng Tàu cũng đã tổ chức buổi họp về phương án cung cấp lương thực cho tàu cá ngoài khơi và phương án cho tàu ra khơi đánh bắt hải sản. Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Toàn thành phố có 2.183 tàu cá với 11.396 thuyền viên, trong đó có 834 tàu từ 15 mét trở lên khai thác xa bờ, 111 tàu làm dịch vụ hậu cần thủy sản. Từ khi chúng tàu thực hiện giãn cách phòng dịch theo chỉ thị 16, đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tạm dừng xuất bến đánh bắt hải sản từ ngày 1 tháng 9, 550 ghe tàu với 6.303 thuyền viên đang neo đậu tại các cảng cá trên địa bàn đều phải nằm bờ. Còn 284 tàu đang hành trình khai thác trên biển với 2.635 thuyền viên cũng không được cập cảng. Tại buổi họp mặt với lãnh đạo thành phố Vũng Tàu về phương án cho tàu ra khơi đánh bắt hải sản, đại diện các chủ tàu, cảng cá cũng như các địa phương có tàu đánh bắt đã nêu lên những khó khăn trong thời gian qua mà tàu đã phải nằm bờ do phòng chống dịch. Nhiều chủ tàu tốn kém nhiều chi phí lo ăn ở cho thuyền viên, không có khả năng trả lãi cho ngân hàng, tỷ lệ hư hao tài sản lớn. Tàu mình neo đậu nhưng mà mọi chi phí nó cũng phải rất là lớn, ví dụ như bây giờ ngân hàng mình phải trả tiền ngân hàng. Và phải duy trì bảo dưỡng cho tàu cá luôn luôn trong cái tình trạng tốt nhất và sẵn sàng xuất bến. Và phải trả lương cho thuyền viên. Những cái điều đó làm hết sức làm cho bà con ngư dân, ngư chủ tàu cá chúng tôi hết sức khó khăn. Từ tình hình thực tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương mở biển trở lại theo lộ trình. Từ 20 tháng 9 sẽ giải quyết cho 72 tàu dịch vụ hậu cần thủy sản được xuất bến ra tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhiên liệu cho những tàu đang hoạt động trên biển. Từ 30 tháng 9 trở đi, xem xét tạo điều kiện cho số tàu cá nằm bờ xuất bến. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, lãnh đạo các địa phương cũng đã đề xuất các giải pháp quản lý chặt chẽ thuyền viên. Chính quyền địa phương thì chúng tôi có cái phương án là đối với những ngư dân trước khi lên bờ phải làm việc với chủ tàu là thực hiện cái việc cam kết, cho họ biết cam kết cái việc là phải thực hiện cái việc cách ly trong nhà. Nếu các thuyền viên này khi lên bờ rồi mà lại đi lung tung thì chúng ta cũng cùng với biên phòng cũng một cái cơ sở để xử lý cái thuyền viên này khi không thực hiện tốt cái việc giám sát y tế. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu Ban quản lý các cảng cá phải có kế hoạch mở cảng, phương án tiếp nhận tàu cá trên biển vào các cảng cá để bốc dỡ hải sản một cách an toàn, phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý hướng dẫn các hoạt động dịch vụ tại cảng phòng chống dịch hiệu quả. Đối với các chủ tàu phải cam kết trong thời gian hoạt động trên biển, không để thuyền viên tiếp xúc với thuyền viên khác trên những tàu khác. Thuyền viên khi vào bờ, sau khi được xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, được yêu cầu quay trở lại tàu cách ly đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 âm tính mới cho tiếp tục xuất bến hoặc cho về địa phương. Những loại phương tiện dịch vụ hậu cần có nhu cầu, bà con đăng ký. Thì như vậy chúng ta đã có cái danh sách đã thẩm định. Cụ thể luôn là có luôn danh sách của từng thuyền viên trên từng cái chiếc tàu một. Và điều kiện giấy phép cũng như tất cả những tuân thủ theo quy định của EU, kể cả quy định về mặt pháp luật đối với thủy sản. Và chúng ta tổ chức thẩm định cái điều kiện để mà cho xuất bến. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân các phường có ngư dân, có chủ tàu và các cảng ấy, thực hiện nghiêm công tác thống kê kiểm soát dịch bệnh. Tôi đề nghị là chúng ta làm việc một cách cẩn trọng, nghiêm túc. Thuyền, chủ tàu và thuyền viên là chúng ta phải nắm chắc tuyệt đối. Đợt này với tàu đi, bao nhiêu người đi, đi ngày nào, đi vùng nào, về ngày nào phải có kế hoạch cụ thể. Tất cả những người đi đấy được kiểm soát về an ninh trật tự, an toàn và đặc biệt là phương án phòng chống dịch. Thì phường, địa phương phải nắm chắc cái này. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cũng yêu cầu các lực lượng biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào cảng, chỉ cho tàu xuất bến khi có cam kết về phòng chống dịch và phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, có kết quả xét nghiệm nhanh COVID âm tính với tất cả các thuyền viên. Thành phố Vũng Tàu đang hoàn tất tờ trình để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất.